Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bớt chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trên tay em ngày hôm nay đang cầm để gửi tới anh em một sản phẩm, đó chính là cái chở quạt két nước dàn nóng của Ford Transit 2014 đến 2017, hay còn gọi là Ford Transit hay V348. Đây anh em nhìn này, với cái điện chở két nước này thì nó sẽ có ba rắc điện này, ba rắc để cắm đệm, hai dưới và một trên. Đây là cái sản phẩm hàng xịn nên là anh em có thể yên tâm là lắp gần như 100 cái là ăn cả 100. Nó không như cái hàng thường hoặc là hàng liên doanh thì một số cái nó sẽ không được. Đây đây là mã QR, hay còn gọi là mã vạch của sản phẩm đấy ạ. Đây là cái chân vắt ở chỗ chở đấy. Nhìn cái màu của nó cũng rất là xịn ạ. Đó, đây là cái phía mặt tiếp tiếp giáp đấy, mặt chở đấy ạ. Đây là chở xịn nhá anh em nhé. Cảm ơn mọi người đã cùng bớt chút thời gian xem video của em. Anh em có nhu cầu tìm hiểu, tư vấn, hỗ trợ về sản phẩm hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Em xin chào ạ.